Cũng mừng, xong rồi cũng lo, cũng thương em, tại vì trong thời điểm dịch như này, vâng, thế chứ còn mừng là nhiều. Vâng ạ. Tại vì là trong thời điểm này mà em chờ bộ đội cũng lâu rồi ấy, vâng, mà em đến bây giờ mà em đi được là thực sự gia đình cũng rất là mừng, vâng, mừng nhiều hơn. Vâng. Đấy. Trên sân đang xem nhau. Vâng. Trước khi mà Trang lựa chọn dùng thì Đức thầy cô có khuyên nhủ Trang gì không, hay là bạn ấy là tự chọn, quyết định của bạn ấy là như thế? Bạn tự chọn đấy. Thế ạ, gia đình cũng ủng hộ đúng không? Đúng rồi đấy, cô là luôn đồng hành của em thế thôi. Vâng. Đâu là tất cả là em là chính. Vâng, thì cũng chúc cho Trang sau này sang Đức thì sẽ có trải nghiệm mới cũng như là cuộc sống mới bên Đức. Vâng, chị cũng giận là cũng giận thế, cả nhà cũng mong muốn thế. Vâng. Đấy là cái con đường Trang chọn là Trang thể thực hiện và làm thật tốt. Vâng. Đấy là điều để gia đình rất mong muốn và tất cả mọi người đều mong muốn như thế. Vâng. Nên là em cũng rất là cố gắng. Vâng. Đấy, rất là cố gắng thì chắc sang đấy là em cũng có những các cái đấy thôi. Dạ vâng. Hy vọng là thế. Dạ vâng. Cũng cảm ơn cô. Em tuy bé nhưng mà này thì chắc chắn sang Đức là có nhiều trải nghiệm tốt rồi. Em cũng cảm ơn cô đã tham gia buổi phỏng vấn của chúng cháu. Em tên là Nguyễn Thu Trang và em sinh năm 1999, em ở Hà Nội. Và hôm nay em đứng đây là để đi du học ở Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm xúc của em bây giờ là rất là hỗn độn, vừa vui mà cũng có một chút lo lắng, cũng phải một chút nhớ nhà nữa. Nhưng mà không sao, em nghĩ là em có thể sẽ vượt qua, cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt ước mơ của mình. Vâng. Em có thể cho biết là thời gian em nhận được visa tại Eduro là bao nhiêu lâu không? Thời gian em nhận được visa là gần một tuần thôi ạ. Chỉ duy nhất gần một tuần. Vâng ạ, bạn Trang nhận được visa chỉ duy nhất một tuần và bây giờ thì bạn đang trên đường để đến với Cộng hòa Liên bang Đức. Thì Trang có thể cho chị biết lý do tại sao mà em lại chọn du học nghề tại Đức không? Em biết đến Edugo là qua một cô giáo dạy giáo sư của em. Và cô tên là cô Phạm Kiều Anh. Cô đang giảng dạy ở Edugo chi nhánh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thì cô có giới thiệu em qua và em tìm hiểu, cùng với sự tìm hiểu của em thì em đã chọn Edugo là nơi em làm hồ sơ và gửi gắm em. Trong quá trình em tham gia chương trình du học người Đức tại Edugo thì em có cảm hứng nhận gì về Edugo không, về các nhân viên tư vấn cũng như là về Edugo? Thật sự là đầu tiên thì em phải cảm ơn đến Edugo đã quan tâm và chăm sóc từng bước của bọn em để ngày hôm nay chúng em được đứng đây. Và thật sự là về các chị và các anh ở Edugo thì quan tâm bọn em hàng ngày hàng giờ luôn, và luôn luôn quan tâm bọn em từng chi tiết một, và bọn em nghĩ là bọn em đặt niềm tin đúng chỗ. Hôm nay thì em cũng đang bắt đầu chuẩn bị sang Cộng hòa Liên bang Đức, thì các bạn trung học phổ thông cũng vừa tốt nghiệp cho phổ thông xong. Vâng. Thì em có lời nhắn nhủ gì với các bạn hay không? Vâng, lời đầu tiên thì chắc phải là mọi người đang vừa nhận được điểm thi tốt nghiệp và thi đại học, thì nếu mà những ai đang phân vân giữa việc học đại học hay là việc đi du học thì em nghĩ là mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn việc đi du học, và đặc biệt hơn là chọn Edugo, vì Edugo thực sự là một nơi mà
có thể đặt chọn niềm tin vào để làm gửi gắm hồ sơ và cũng như là để xây dựng tương lai của mình cách tốt nhất. Tôi rất cảm ơn Trang. Em có thể gửi lời cảm ơn tới gia đình cũng như là... Vâng ạ. Lần đầu tiên thì em muốn lời gửi lời cảm ơn tới gia đình của em. Gia đình của em đã luôn theo sát em đến ngày hôm nay và ủng hộ cái... đi du học này của em. Và thứ hai là không thể nào quên được lời cảm ơn tới tập đoàn EduGo đã giúp đỡ chúng em đến ngày hôm nay để chúng em có thể đứng đây và thực hiện ước mơ của mình. Em có thể vẫy chào chào tất cả mọi người. Dạ, chào mọi người ạ. Em tên là Đức ạ. Em đến từ Lâm Đồng và em sinh năm 2001 ạ. Em có thể nói cho chị biết là cảm xúc của em sau khi nhận được visa tại EduGo đúng không? Dạ, thì rất là vui mừng khi em nhận được visa của EduGo sau 8 ngày. 8 ngày? Vâng, dạ. Chỉ có 8 ngày nhận được visa. 8 ngày em đã nhận được visa từ máy sức khỏe và em cảm thấy rất là vui mừng và cảm thấy yên tâm khi mình đăng ký và mình chọn EduGo làm đơn vị để mình đi sang Đức ạ. Em có thể chia sẻ cho chị biết tại sao em lại chọn du học người Đức không? Dạ, em muốn có một cái thử thách mới cho bản thân mình, tại vì mình không muốn ở cái môi trường nó tốt hơn và nó có thể được gặp gỡ nhiều người hơn đó. Phát triển bản thân em hơn đúng không? Dạ vâng. Hiện tại thì em đang chuẩn bị bước vào quầy để làm thủ tục và bay lên công an Đức. Em có muốn gửi gắm lời cảm ơn nào tới gia đình cũng như là tới các bạn bè của em không? Dạ. Trước tiên là em muốn cảm ơn trung tâm EduGo đã giúp đỡ em trong việc hoàn thành hồ sơ và trong việc dạy tiếng Đức ạ. Từ nhân viên tư vấn như chị Mến hay là đến người giám đốc đào tạo về tiếng như là chị Huyền. Em cảm ơn về EduGo giúp đỡ em. Thứ hai là em cũng muốn chào tạm biệt ba mẹ. Hôm nay ba mẹ không ra tiễn được đúng không? Dạ vâng ạ, do gì cả. Em có thể gửi gắm lời cảm ơn đến ba mẹ và bọn chị sẽ truyền tải với em. Dạ, và em cảm ơn ba mẹ rất nhiều, giúp đỡ con và lo cho con đi được. Để cho tương lai còn sáng lạ hơn ạ. Xin chúc Đức sẽ có những bước đường phát triển mới và những trải nghiệm mới ở bên Cộng hòa Liên Đức. Dạ vâng. Okay, em có thể vẫy chào tất cả mọi người. Chào mọi người.